Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xử lý 1.045 vụ vi phạm hàng giả, gian lận thương mại. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu là hơn 5,8 tỷ đồng. Hiện nay, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường. Do đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý, bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát trên cả thị trường truyền thống và thương mại điện tử, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức cho các đơn vị ký cam kết thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng thị trường hàng hóa lành mạnh và bền vững.